Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 36 năm trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chưa tìm thấy cháu bé mất tích ở Quảng Bình. Thí sinh cần thận trọng khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Thành phố Hồ Chí Minh phá sòng bạc khủng trong biệt thự, bắt giữ 31 đối tượng. Tránh lãng phí phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin đang được dư luận quan tâm suốt những ngày qua. Thưa quý vị, một cháu bé 6 tuổi tại Quảng Bình đột nhiên bị mất tích khi đang vui chơi ở nhà. Hiện công tác điều tra tìm kiếm tung tích của cháu đang được triển khai. Tuy nhiên, đến hiện tại cháu bé vẫn chưa được tìm thấy. Theo đó, cháu bé bị mất tích tên là Trần Trung Nghĩa, tên thường gọi ở nhà là Nô, 6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 3 tháng 7, khi đang chơi ở đầu cổng của gia đình, trong khi mẹ cháu vào bếp nấu cơm, khi trở ra thì không thấy cháu Nô đâu nữa. Gia đình đã ngay lập tức chia thành nhiều ngã đi tìm và lập tức báo công an. Đặc điểm nhận dạng của cháu Trần Trung Nghĩa, giới tính nam, cao khoảng 1m, nặng 20kg, mặt tròn, tóc cắt ngắn. Trước khi mất tích, cháu Nghĩa mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, trên tay phải có mang chiếc vòng kim loại màu trắng hình mắt xích. Đến sáng ngày 5 tháng 7, có nguồn tin nói rằng đã nhìn thấy cháu bé nghi là bé Nô ở ngã ba Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Cơ quan công an đang xác minh nguồn tin này. Tuy nhiên, chưa thể xác định tính chính xác của thông tin trên. Hiện gia đình và người dân địa phương đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của cháu bé. Ai có thông tin nào về cháu Nô xin vui lòng liên lạc với gia đình của cháu theo số điện thoại 0916 782 857, anh Trần Văn Ức, bố của cháu, hoặc công an thị xã Ba Đồn theo số 0232 3513 388. Ngày 6 tháng 7, bà Nay Hợp Lui, sinh năm 1963, trú buôn Hờ Lan, xã Chư Rờ Căm, huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai, trong lúc lội qua sông để về nhà lấy thức ăn, thì gặp phải vùng nước sâu, chảy xiết đã làm bà đuối nước dẫn đến tử vong. Hiện chính quyền địa phương đã xuất ngân sách 1 triệu đồng để hỗ trợ gia đình của nạn nhân. Qua vụ việc trên, người dân cần hết sức lưu ý khi di chuyển qua sông Ba không được chủ quan. Đặc biệt những ngày này, thủy điện đắc sông 3A, 3B xả lũ từ 9 giờ đến 11 giờ nên nước sông Ba đoạn qua huyện Krông Ba luôn dâng cao bất thường và chảy xiết. Thưa quý vị, theo quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Thí sinh chỉ được điều chỉnh một lần. Các trường đại học khuyến cáo các thí sinh cần thận trọng khi có dự định thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tránh trường hợp điểm cao nhưng trúng tuyển trường không như mong muốn. Theo đó, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức là trực tuyến và trực tiếp. Với phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng. Với phương thức này, thí sinh sẽ được thay đổi bằng hoặc ít hơn số lượng nguyện vọng ban đầu trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7. Với phương thức trực tiếp, thí sinh sẽ được điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng và được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, hạn chót là 17 giờ ngày 23 tháng 7. Điểm thi của các em, nếu như chúng ta gọi là gì, gần dao động quanh cái ngưỡng của năm 2015-16, thì chúng ta có thể chọn cái trường có cái ngưỡng điểm đó làm cái ưu tiên thứ nhất của chúng ta. Hiện nay thì cái số nguyện vọng sẽ không giới hạn trong bao nhiêu chỉ tiêu, cho nên là để mà cái khả năng vẫn an toàn thì các em vẫn nên giữ nguyên những cái trường mà các em đã ý định, các em đã vào. Theo các chuyên gia trong ngành giáo dục, thí sinh nên chọn ngành phù hợp với sở thích nghề nghiệp hoặc các ngành trong cùng nhóm ngành có mức điểm chuẩn tương ứng với kết quả thi của thí sinh. Tiếp theo là một thông tin về y tế. Thưa quý vị, theo thống kê từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước ghi nhận trên 37.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, công tác chẩn đoán và điều trị bệnh còn gặp nhiều thử thách. Số người mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở khu vực miền Nam, gần 70% người bệnh. Đặc biệt, Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước. Riêng tại Hà Nội tăng 190%. Các chuyên gia cho biết, hiện nay chẩn đoán sốt xuất huyết dengue chủ yếu dựa vào diễn biến lâm sàng, dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm. Bên cạnh đó, việc điều trị sốt xuất huyết vẫn còn gặp khó khăn do rối loạn đông máu nặng, rối loạn chức năng gan. Trong khi đó, tại các tuyến vẫn còn hiếm và thiếu các chế phẩm máu. Vì vậy, tại buổi tập huấn về công tác điều trị sốt xuất huyết dengue, viêm não virus và bệnh ho gà,
do Bộ Y tế tổ chức ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội. Các chuyên gia về dịch tễ đã chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bệnh viện phía Bắc về công tác thu dung, điều trị dịch bệnh sốt xuất huyết, viêm não virus và ho gà khi có dịch xảy ra tại các địa phương. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị, mới đây thông tin trên một số báo mạng về việc một nữ điều dưỡng của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật vì cấp cứu bệnh nhân trên sàn nhà đã gây ra phản ứng từ giới y bác sĩ lẫn dư luận. Ngày 6 tháng 7, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã có phản hồi về vụ việc này. Theo đó, nữ điều dưỡng trên không bị kỷ luật. Thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong việc thực hiện đường truyền tĩnh mạch, điều dưỡng Thái Thị Thanh của khoa nội 1 đã thực hiện theo đúng y lệnh của bác sĩ điều trị trong trường hợp cấp cứu. Bệnh viện có bố trí giường bệnh cho bệnh nhân. Việc bệnh nhân nằm dưới sàn là do tự ý của bệnh nhân và thiếu sự giám sát nhắc nhở của khoa. Khi xử trí cấp cứu, điều dưỡng Thanh đã đề nghị được đưa bệnh nhân lên giường, nhưng người nhà bệnh nhân không đồng ý, yêu cầu xử trí ngay. Qua việc này, bệnh viện nhận thấy điều dưỡng Thanh có tinh thần trách nhiệm cao trong chăm sóc bệnh nhân và đã nhận thức được sơ suất không đáng có. Bệnh viện đã yêu cầu toàn thể nhân viên các khoa lâm sàng rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sơ suất tương tự. Điều dưỡng Thanh không nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Sự việc cấp cứu người bệnh dưới sàn nhà lần này chính là hệ lụy của tình trạng quá tải trầm trọng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với chi phí đầu tư xây dựng lên đến 14,5 tỷ đồng, tuy nhiên sau gần 2 năm đi vào hoạt động, bến xe phía Nam thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn vắng hoe không một bóng người. Từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyến xe tấp nập khách cũng như vận chuyển hàng hóa đi các huyện thị trong và ngoài tỉnh, bến xe phía Nam thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở với bến bãi hiện đại, có phòng chờ, phòng bán vé, nhà vệ sinh công cộng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Với vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng, tổng diện tích 16.752 m2 và được đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2015, đến nay bến xe này lại vắng vẻ đến lạ kỳ, xem như bỏ không suốt gần 2 năm nay. Hành khách có những cái ý ví dụ như là không muốn mua vé vì độ chênh lệch giữa vé và cái giá tiền ở ngoài bằng nhau nên họ không mua vé làm gì mà nhảy lên và đưa tiền cho xe thôi. Lý giải cho nguyên nhân này, nhiều người dân cho biết họ muốn đứng gần đường quốc lộ để đón xe cho tiện nên ít khi vào bến mua vé. Đồng thời, lượng hàng hóa ở các vùng lao bão, khe xanh giảm sút nên nhiều đơn vị vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn, khiến lưu lượng hàng hóa ra vào bến xe cũng sụt giảm. Thưa quý vị, sau khi dư luận phản ánh việc xuất hiện một chiếc ghe lớn hút cát trong lòng hồ chứa nước Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, những ngày vừa qua tình trạng này không những không thuyên giảm mà đã ngày càng tăng. Nhiều ghe thuyền lớn nhỏ hiện nay đang ồ ạt chạy ngang dọc trên mặt hồ để hút cát. Ghi nhận vào ngày 6 tháng 7, 2017, tại hồ chứa nước Cam Ranh, nơi cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng ngàn hộ dân của hai huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh. Ngoài chiếc ghe lớn bị neo cố định mà dư luận đã phản ánh, còn có khoảng 5 chiếc ghe thuyền lớn nhỏ liên tục chạy ngang dọc trên mặt hồ để hút cát. Trong khi đó, trên bờ hồ có không dưới 3 bãi tập kết cát hoạt động không ngừng, với âm thanh máy nổ vang động cả một khu vực hồ. Đáng chú ý, có cả cano cùng các nhà tập bờ dùng để chỉ huy hoạt động hút cát. Việc hút cát một cách công khai này đã diễn ra hơn một tháng nay. Nhiều người dân địa phương rất bức xúc và nghi ngại về những hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến khu vực như sụp lở các dải đường bảo hộ đầu nguồn nằm ven hồ hoặc kết cấu địa tầng dưới đáy hồ sẽ bị biến dạng. Rất mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để thẩm tra, xử lý tình trạng hút cát ồ ạt trong lòng hồ như hiện nay. Thưa quý vị, là tỉnh khô hạn, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, việc phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không có nhiều thuận lợi. Thực hiện đề án chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận chủ trương đẩy mạnh phát triển cây xanh bằng hình thức xã hội hóa và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Những năm qua, cùng với việc đầu tư hạ tầng của dự án, công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận đã tiến hành trồng, chăm sóc hàng ngàn cây xanh trong khu đô thị mới Đông Bắc. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí trồng hàng trăm cây xanh trên hai tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Chích, trồng thảm cỏ, hoa giấy trong giải phân cách tuyến đường Nguyễn Chích với kinh phí gần 100 triệu đồng. Qua hoạt động trồng cây xanh này, thì Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên Môi trường cũng tích cực tuyên truyền đến tất cả các đoàn viên và nâng cao nhận thức của đoàn viên trong thực hiện đề án chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh Ninh Thuận sẽ trồng trên 99.000 cây xanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh xanh, sạch, đẹp.
Tạc tượng là nghề truyền thống của người dân tộc Gia Lai, Ba Na trên địa bàn huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Trước nguy cơ nghề truyền thống quý giá của đồng bào đang dần bị mai một, nhiều nghệ nhân tạc tượng truyền thống vẫn đang tiếp tục giữ lửa và đóng góp công sức vào việc quảng bá, đưa nghề đến gần hơn với thế hệ trẻ. Ông Trơ Châm Mát, một trong những nghệ nhân tạc tượng lâu năm ở huyện Chư Bắc, vẫn luôn ý thức về việc bảo tồn cũng như truyền cho thế hệ trẻ về việc tạc tượng. Làm cho các thanh niên làng, dân làng này biết cái này, rồi mới mua cái đó lại dân lại các cháu nhỏ là tạc tượng. Còn ông Cờ So Croc biết tạc tượng khi mới 12 tuổi, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn nhận lời mời đi tạc tượng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong nước để có thể quảng bá đưa nghề tạc tượng đến gần thế hệ trẻ hơn. Là sau này tôi sẽ dạy cho các cháu, các em, các con để mở được một cái tầng lớp để dạy là không quên được cái tục quán ngày xưa. Với tâm huyết giữ nghề của các nghệ nhân, huyện Chư Bắc sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy nghề tạc tượng trong đồng bào dân tộc Gia Trai, Pa Na, từ đó góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Vịnh Ninh Vân cách thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 60 km, xã đảo Ninh Vân nằm trên bán đảo Hòn Mèo. Từ xa, du khách có thể nhìn thấy rất nhiều hòn đảo nhấp nhô giữa biển. Đặc biệt, những rặng san hô tuyệt đẹp trên vịnh biển này luôn thu hút những du khách yêu thích bơi lội. Nếu như Nha Trang nằm trong câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới, thì Ninh Vân là một vị trí đẹp thuần khiết nhất của Nha Trang. Ai một lần đến đây cũng không ngớt lời khen tặng. Biển và cát ở đây quá đẹp. Riêng con người xã đảo thì luôn hiền hòa, mến khách. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự và Lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã triệt phá một sòng bạc quy mô lớn nằm trong căn biệt thự kiên cố tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đã tạm giữ 31 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan, sẽ mở đầu phần tin an ninh trật tự hôm nay. Khoảng 12 giờ trưa ngày 6 tháng 7, gần 100 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Hình sự và Lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã bất ngờ ập vào một căn biệt thự nằm trong con hẻm trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Tại các căn phòng kiên cố và chòi lá phía sau căn biệt thự, lực lượng công an đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Theo bóng dáng của lực lượng chức năng, nhiều con bạc đã tháo chạy ra con rạch phía sau nhưng đều bị bao vây. Công an đã bắt giữ được 31 đối tượng cùng một lượng lớn tiền mặt, 32 xe máy, nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến, trực tiếp và đá gà qua mạng. Sòng bạc trên do Nguyễn An Thạnh, sinh năm 1986, ngụ quận 12 cầm đầu, được tổ chức khoảng 3 tháng nay do Thạnh điều khiển từ xa. Mỗi ngày sòng bạc hoạt động suốt ngày đêm, thường có từ 20 tới 60 đối tượng tìm đến sát phạt. Chỉ riêng tổng tiền cược trong ngày 6 tháng 7 đã vào khoảng 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục sàng lọc, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, với sự manh động, liều lĩnh và táo tợn, dám vào tận nhà người dân để cướp tài sản, hai đối tượng Trần Văn Thọ và Lê Văn Hai đều ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã bị công an huyện Yên Định khởi tố và bắt tạm giam. Trước đó, Thọ và Hai đã sử dụng dùi cua điện, bịt mặt, xông vào nhà chị Trịnh Thị Nhung ở xã Yên Trường, huyện Yên Định, cướp giật một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, công an huyện Yên Định đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng nói trên, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Tiếp tục với các thông tin an ninh khác. Thưa quý vị, công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt một đối tượng thu giữ 10 bánh heroin cùng một khẩu súng K-59 với 5 viên đạn đã lên nòng. Chiều ngày 6 tháng 7, công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An mật phục bắt đối tượng mang ma túy từ Lào về nước. Khi Thò Bá Nái, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, thủ súng trong người, mang ma túy từ Lào về đến khu vực biên giới thuộc vùng rừng giáp ranh giữa xã Tri Lễ và nước Lào thì bị cảnh sát vây bắt. Lúc này, Nái đưa khẩu súng K-59 ra định xả đạn để chạy trốn thì các chiến sĩ kịp thời tước súng bắt gọn. Ngày 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện 5 kho chứa hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu làm giả và hàng kém chất lượng tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, khi lực lượng kiểm tra kho hàng của ông Nguyễn Văn Sứ tại tổ 13C, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đã phát hiện hàng trăm thùng hàng là đá mài cắt sắt, bơm xe đạp, thước dây, có dấu hiệu làm giả và hàng kém chất lượng. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện 4 kho hàng khác của ông Sứ làm chủ, đóng tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm là hàng có dấu hiệu làm giả, hàng kém chất lượng như kho hàng thứ nhất. Trong số hàng trên, lực lượng công an phát hiện nhiều loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Bước đầu làm việc với lực lượng công an, ông Sứ chỉ xuất trình được một phần ít hóa đơn chứng từ chứng minh.
Toàn bộ số hàng bị phát hiện đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an Đồng Nai niêm phong tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón, trong đó nhu cầu tiêu thụ phân bón vô cơ chiếm khoảng 90%. Nhu cầu tiêu thụ phân hữu cơ và một số chủng loại khác chỉ vào khoảng 10%. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của cây trồng đối với phân bón vẫn đạt thấp. Lượng phân bón dư thừa, lãng phí trong đất là rất lớn. Nguyên nhân được xác định là do bà con nông dân sử dụng phân bón không đúng kỹ thuật, không đúng chủng loại, liều lượng, thời điểm. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ vấn đề mà chúng tôi đề cập. Vụ mùa năm 2016, gia đình ông Hoàng Văn Hòa, thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng, sản xuất trên 10 hecta lúa giống. Muốn lúa tốt, lúa đẹp, ông đã sử dụng phân bón nhiều hơn mức khuyến cáo của nhà sản xuất. Kết quả, cả 10 hecta lúa của gia đình ông Hoàng thừa đạm, tốt lá, gây đổ gãy, sâu bệnh phát triển. Năng suất khi thu hoạch chỉ đạt 4-5 tấn một hecta, gia đình lỗ gần 20 triệu đồng. Cái bón đúng cách là một là cái tỷ lệ hàm lượng phân mình bón nó vừa phải. Cho cây trồng nó phát triển tương xứng với cái năng suất của cây trồng mà hắn không gây cái lãng phí. Đối với mỗi loại phân bón, nhà sản xuất đều có các thông tin cụ thể về liều lượng, thời điểm bón và bón cho loại cây trồng nào. Tuy nhiên, nhiều nông dân không tìm hiểu và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử dụng phân bón không đúng. Rất nhiều cái loại phân sử dụng được rất nhiều cây, từ như là cây lúa, cây mía, cây ngô, cây sắn, thậm chí cả cây ăn quả, cây rau. Chúng ta thấy đây là cái điều thực tế về mặt chuyên môn, thể nói tức là nó không đúng. Bón phân không đúng cách, bón nhiều không chỉ khiến nông dân tốn tiền mua phân, năng suất không cao mà một phần phân bón dư thừa, tích tụ trong đất bị rửa trôi hoặc bay hơi gây ô nhiễm môi trường nước, đất, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Để tránh lãng phí trong việc sử dụng phân bón, các địa phương cần quan tâm tập huấn nhiều hơn cho nông dân về sử dụng phân bón hiệu quả theo nguyên tắc 5 đúng, đúng chủng loại, đúng lúc, đúng đối tượng cây trồng, đúng thời vụ và đúng cách. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Người phụ nữ cấp cứu với bàn tay nằm trong máy xay thịt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo công bố điểm thi phải thuận tiện nhất cho thí sinh. Tài xế cán chết thiếu tá cảnh sát giao thông lãnh 6 năm tù. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao,